Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình review là cái cây mà đến giai đoạn mà nó chín cây mini của mình rồi các bạn. Ở giai đoạn mà nó chín rộ nè các bạn. Đó. Thấy không? Trái nè các bạn, ở giai đoạn nó chín rộ. Cây mini này là nó bị bệnh nhưng mà trái nó cho rất là nhiều các bạn. Cái này chim nó ăn bớt rồi. Cái bên này thì chín rất là nhiều. Đó, bạn thấy không? Cây này dạng là nó bị bệnh, với cây này là Vĩnh Lợi các bạn, trái chùm bứng ở biển, mình thấy la cà bứng mình mua về luôn, mua cây nguyên liệu, cây phôi các bạn. Nhưng mà mình nói các bạn là những cái cây mà Vĩnh Lợi các bạn trồng hình như nó dễ sống hơn những cây vùng núi khác các bạn. Mình mua về thí dụ mua 10 gốc đi, cây phôi đi, thí dụ hồi đó trước giờ thì nó sống 8 cây, còn mua những cái núi mấy cái chỗ khác thì eo gió rồi kỳ co kia nó năm năm à. Đó, thấy không? Đó, trái nè, trái rất là đẹp. Đó, cái màu rất là đẹp các bạn. Đó, màu bóng lưỡng các bạn, tuy rằng cái lá nó không đẹp, lý do là mình xịt thuốc ấy các bạn, xịt thuốc nấm á, rồi nó móc móc nè các bạn thấy không, nó trắng trắng nè. Đó, thuốc nấm á, nấm các bạn. Đó, các bạn thấy cây này, cái bụi rừng này chín gốc, chín thân rất là đẹp. Đó, thấy không? Bên này thì trái cũng có lơ hết rồi. Đó, còn bên này thì trái nhiều. Ở trên thì cũng có trái mà nửa chín nửa sống các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó sống gượng gượng đấy chứ, nó ra gượng gượng thôi chứ nó không được sung gì lắm. Cây này tại vì nó bị bệnh các bạn nè. Lá nè các bạn, thấy không? Bị bệnh gì nè, do đó bây giờ là nó không cho trái nhiều, bị thung cái đọt này sao cho trái ra, đa số là cái miếng cái đọt nào nó ấy thì nó cho trái nè các bạn, những cái đọt nào nó bệnh nó không thung nè, bà thấy không, nó sen sen nè, thấy không, là nó không có cho trái. Còn mấy cái đọt này nó mới ra các bạn, hiện nay nó mới giật dậy, mới sống dậy đó. Thì mình quay hôm nay cái clip đó, các bạn quay để mình nói rõ là bây giờ cây nó bị bệnh đó các bạn, bệnh rễ thì nó còn cho ra hoa, ra bông, ra trái, nhưng mà trái thì nó hạn chế, nó không có đẹp. Còn riêng nó bệnh mà bệnh nấm á, thì thôi chứ là xong ha các bạn, nên cho nên các bạn nên trị nấm là cái ưu tiên nhất nha các bạn. Đó, trị nấm là cái ưu tiên của cái người chơi Hải Châu, là trị nấm là ưu tiên nhất. Cái nấm nó không có chết cây nhưng mà nó làm cái cây mình nó xấu các bạn, mất cả năm rồi, 2 năm rồi cũng chừng. Đó, đây nè các bạn thấy không, cây này bị rễ nè các bạn, với nấm đó các bạn. Ngày xưa các bạn mình không biết, mình cứ thấy phân dơi, ngay phân dơi là mình mua cái dơi, phân dơi ở người ta nhà vườn, người ta nuôi các bạn, nuôi dơi tự nhiên á, về rải vô gốc cái ba cái rễ nhỏ nhỏ nè các bạn, nó bị hư, tức là nó quá, cái chất đạm nó nhiều quá đi, nó bị hư cái rễ, thì nó phải sen cái lá nè, nó sen lá vàng lá, tức là rễ phát triển thì nó tự nhiên nó sen lá vàng lá. Thì mình sau này mình dùng cái phân bò viên á các bạn, mình cũng quay mấy clip á, mình rải vòng vòng đây. Nói chung phân bò thì nó không có độc, nó không có hàm lượng của nó là ít các bạn. Đó, chất đạm nó ít hơn cái phân dơi, nó đủ thứ rồi, có nhiều chất lắm. Phân dơi mà các bạn bỏ mai vàng nó cũng chết luôn, hồi đó mình đâu biết các bạn, bỏ lần cái gốc mai vàng cái hàng trên xuống lá đâu, mình tưởng phân dơi con phân động vật, mình đâu có nghĩ. Khi mình xem xét bên, mình nghiên cứu bên cái mạng để mình hỏi về cái phân dơi á, thì có thể lệ phân dơi là đứng số 1, phân bò thí dụ phân bò là 2, phân dơi tới 10 lần. Đó, thì các bạn mình chơi mình bị rồi thì mình đi thông tin cho các bạn biết, nghe được, nghe cũng được mà không nghe cũng được ha. Bạn cứ có gì góp ý cho mình để mình hoàn thiện hơn cái chuyện mà để mình bỏ phân hoặc mình chăm sóc cái cây Hải Châu các bạn. Tôi nói trên đời này không có ai mà hay á, nhiều khi cũng bị cái này cũng bị cái kia. Tôi nói tại vì người ta quay, người ta những cái gì mà xấu người ta che các bạn, người ta không nói cho bạn nghe đâu, tốt người ta mới khoe. Còn mình cái gì tốt xấu mình nói hết để các bạn, để mình đóng góp ý kiến nhau để mình chơi các bạn, mình chơi cho cây Hải Châu nó được nâng tầm của cây Hải Châu lên. Đúng không?
các bạn trong mạng bây giờ là toàn bộ là Hải Châu không, lên bán mấy kênh là toàn cũng xen kẽ Hải Châu, kênh nguyên chuyên về Hải Châu. Còn mình đây mình chơi, mình nuôi, nuôi các bạn, mình nuôi nuôi thì các bạn nào giao lưu thì mình cũng có giao lưu, các bạn giao lưu nhưng mà hạn chế thôi, không cây mini nhỏ nhỏ thôi, còn mấy cây kia mình còn mê thì mình chưa giao lưu, vậy thôi. Các bạn cố gắng bây giờ là chơi cây Hải Châu, các bạn Hải Châu các bạn nên xem sẽ nên nghiên cứu về cách phân bón, bón phân thôi. Cái cây này ở ngoài rừng nó không có phân bón gì đó, mình đem về mình thấy mình cưng, mình nuôi rồi mình chăm sóc nó, mình bón phân cho nó tự nhiên, không phân bón gì đó. Cây Hải Châu càng khẳng á, càng trái càng nhiều các bạn đó. Mà tốt quá không có trái đó, mình quay cái này, quay cây này các bạn, mình cũng mới đem về nè ha, công đổ này trái nè, thả này không có vô miếng phân nào luôn, mình chỉ rắp lục bình thôi mà nó cho qua cho trái nè các bạn, thấy không đó. Cây này mình còn thả nha các bạn, tại vì nó đây là cái cây này là mình mới đem về thôi, cỡ gần tháng thôi đó, vậy nó sung lá lên nè các bạn đó, thấy không, sung lá lên. Bây giờ cái cây này á nè, lá rất là đẹp các bạn, thấy không nè, mình quay kỹ cho bạn, trái tròn, trái tim này kia nọ, nhưng mà sao ngộ các bạn, cái cây này cũng có lá dài rồi lá tròn nè, trái tim. Đặc thù cây Hải Châu nó cũng hai ba loại lá các bạn, chứ không phải có một cây hiếm lắm cây được cây loại lá, lá chân khác, lá ngoài khác, như các bạn thấy nè, cái lá này không, lá chân nè đó, lá chân nó dài dài nè, không có trái tim, còn ra ngoài này nè, em kéo luôn đó, là này cái tròn nó có trái tim, các bạn thấy không, trong này thì không có nè, đó, ra ngoài có. Bởi vậy các bạn nói, vì khi mới mua về đó, ủa sao cây lá mua lá tròn cái dài kia mà có trái tim mà sao trồng không ra trái tim, thì đây là một cái đặc thù tự nhiên của cây Hải Châu nè. Ở trong thì lá dài nhặn, lá dài nè các bạn, để ngón tay vào thấy không, kéo ra cái ra đây tròn có trái tim. Thì các bạn đừng có lo mua Hải Châu, nhưng mà người ta bán thật tình, ta nói sao á, nhiều khi người ta gạt, ta bán ta nói cây này lá rí trái tim này kia nọ, nhưng mà các bạn về trồng này kia nọ không có, thì các bạn phản ứng cái chuyện đó đương nhiên, không ta nói cho bằng đặng bằng được, ta bán cây thì chuyện nó bình thường. Còn mình đây mình nói, mình góp ý, mình giao lưu, rồi mình nói mình cái dạng mà mình chia sẻ trao đổi giao chơi thôi, chứ không phải cây, nói chung là mình không có bán mấy cái cây này nhỏ nhỏ này, cây này còn non quá, mình nói chung là mình chơi cho đủ tàn ấy kia, đạt chuẩn bây giờ mình mới bán các bạn, đạt chuẩn mà bây giờ nó phải như thế nào rồi nó an toàn sao, rồi cây sao, mình quay trái quay cây cho các bạn xem đó. Miền Nam mình thì giờ là trái hàng hà, quay nhiều cây có trái các bạn đó, cây này hồi xưa các bạn rồi trái mình hái đổ rổ các bạn, bây giờ mình làm cái chủ lại nè. Đó, mình bẻ cái đọt lại để cho hoàn chỉnh cái cây này các bạn. Nó cây này giờ nó ra bông nữa các bạn, thấy không? Đó, nó ra hoa nè. Rồi nói chung là cây hiện nay của mình á thì nó cho hoa rất là nhiều các bạn. Các bạn miền Nam miền Trung gì á, nói chung là cây á ở Châu là nó giống của nó mà nó cho hoa rồi hoa liên tục. Đó. Cây này cũng vậy nè. Giờ nó cho qua mà qua bị trời mưa nè các bạn, đó thấy không, bình thường qua là hiện nay là bình trắng bình thường, thấy không đó. Mình nói các bạn giờ á, các bạn cứ chơi Hải Châu, các bạn cứ chọn tôi rồi cái đừng có mê rẻ nha các bạn, một bó 400.000 300.000 khi 500.000 một bó, có 5-6 cây 7-8 cây mua về thôi, mệt mỏi nó không phải chơi đâu. Đây trái nè, ra hoa nè các bạn, thấy chưa, mình chỉ cho các bạn coi, mình mới cây này đó, ra hoa cây này mới sướng, chơi mới sướng, thấy không, về nè, ra hoa nè, đó hoa nè các bạn, nhưng mà cây này mình mới uống các bạn, mới uống mới về mới tách ra, cây này ra hoa nè, nhưng mà nó cho hoa vậy là mừng rồi, không cần trái phải vậy, tại vì cái hệ thống rễ dưới này nè nó còn rất là chưa có gì hết, do nó ra một số hoa thì đơn giản là được rồi, sợ nuôi 2-3 năm nó không cho hoa cho bông nữa. Nó khác nữa. Rồi cái cây này nè, cho hoa nè các bạn thấy không, quay kỹ cho các bạn coi nè, đó dưới đây cũng vậy nè, đó quay kỹ các bạn coi kỹ ăn tại vì khuất cái này, đó cho hoa nè, mình chỉ ngón tay vô nè, đó hoa nè,
qua nè, qua nè, đó, chỉ cho các bạn còn đây nó qua nè, đều có ráo à, đây nè, thấy không? Rồi cho trái, trái rất là to, à, thấy không? Đây nè, nhưng mà mấy cây này mới tách ra gần 20 ngày nha các bạn, mà nó cho qua nè. Cái cây này là cái bụi năm thân, mình thấy năm thân mà nó không có liền lạc, tại vì mình mua cái bụi này năm thân các bạn, bụi này có 4 thân thôi. Cái người mà bán á, hoặc là cái người mà ấy, người ta có ghép vô một thân để thành đủ năm thân. Khi bây giờ mình sạc ra mình thấy nó rời, nó không có rời nhưng mà nó không dính, mình thấy không an toàn thôi. Mình giờ mình kéo ra 2 thân còn 3 thân. Rồi mình chơi sẵn thà cây 3 thân. Đây trái nè các bạn, trái nè. Mà thấy không? Mới kéo ra mà nó cho trái nè. Nó kéo ra nay giỏi dần 20 ngày không nhiêu á, nhưng mà nó đi khi nó bắt rễ nè. Bắt rễ, thấy không? Nó mạnh giỏi là nó cho ra qua liền. Cây tàn này kêu gọi là cây tàn tự nhiên nha các bạn, tàn riêng của nó đó. Còn cái cây này hồi tối thì nó mưa các bạn, coi xám hơi như xong hết luôn đó. Cái cây này nó mới tỉnh nha các bạn, mình không cần nó trái đâu, mình cần nó là cần cái sự sống nó. Bây giờ nó phát triển, nó sống là mình an toàn rồi, thấy không? Không cần trái. Cái trái mà mình ép nó trái quá thì cây nó bị yếu các bạn. Lát mình sẽ làm những lá cây lại, những cái mặt cắt này mình làm ra keo lại các bạn đó. Thì cái vườn mình nó cây này mình ghép nè các bạn nè, ghép mình nó nửa sống nửa chết. Ba cây này mình mua cây đó bắt nhiều lắm, để tiền đó mua mấy cây mình gom lại 20 triệu, 10 triệu, 25 triệu mình mua cây một, giờ chơi sướng. Còn mua 5 cây mà 20 triệu thì giờ dục hết còn có 1 cây à. Cũng vậy nha, tham thì nó vậy đó, thấy nhiều số lượng nhiều, chẳng tham để tiền mua một gốc ha. Các bạn chơi đi, để tiền mua một gốc mà chất lượng rồi các bạn cứ chơi. Còn mua 5 gốc mà sau này trồng 5 cái chậu rồi giờ là tưới 5 cây mà ra cho được có 1 cây mà chất lượng không bằng cái cây mình mua bằng giá 5 gốc, 5 một gốc thì cũng như không. Đó các bạn cứ tìm chất lượng mà chơi. Này trái nè các bạn đó, một gốc nhưng mà nó đạt chất lượng là chơi. Rồi tôi mua hồi đó tôi mua đây nè 5 gốc ha, gốc đây nè, mua 5 gốc á. Tôi dục lúc ông hết 4 còn gốc mà cũng sắp dục rồi nè. Nó ghép nó cũng muốn lên muốn không nè. Đó, kệ nó. Thấy cái này chán dữ lắm rồi, thấy không? Đó các bạn thấy cái cây này nó cũng có chín sai rai các bạn. Được rồi, nó bị bệnh nấm các bạn. Mình bỏ ngoài rừng mình rú luôn nó, mình không có chăm sóc nó thì nó cũng đậu số trái nè đó. Nó bị nấm rồi các bạn nè, nấm nè đó. Rồi nó đủ thứ cái bệnh đó, các bạn hãy cho coi vậy chứ các bạn chơi các bạn nghiên cứu nó đủ thứ bệnh nha, chứ không phải số bệnh nha đó. Cái cây này đến giai đoạn này nó đang chín các bạn nè, nó hôm hôm nè đó, các bạn thấy không, nó hôm hôm đó, nó chuẩn nó chín nè. Mình thả xuống luôn, vậy bữa không còn trái luôn, nó ăn hết đây nè, nó chín nè. Mà mấy cái này mình không có trồng lại các bạn, này nó chín nè các bạn thấy không? Đó, trái rất là to thấy không? Đó. Cái này thì mình sẽ để cho tiến đã đi các bạn, mình sẽ dỡ ra nè, trái nè. Giờ các bạn thấy nó trái nó hơi vàng vàng là nó bật lên các bạn thấy ha? Dỡ ra mình quay clip cho các bạn xem. Cái cây này trái to, rất là to, hơi lớn hơn đầu ngón tay út nữa đó. Thì đây mình nói các bạn, cây hải châu mà chỉ có riêng cái duy nhất cái cây mình cây này nè các bạn là la ra lá non đây nè các bạn thấy không? Mình kéo lên mình cho các bạn coi đó, ra lá non vẫn tròn có trái tim, thấy không? Đó, cành non đó nha. Còn mấy cây kia cành non thì dài dài, nó ra cành cái dược 2-3 lá đã thứ 3 thứ 5 nó mới có trái tim. Còn cái này nó ra là có trái tim từ trong cái cọng ra luôn đó. Bởi vậy cây này là đặc thù của nó, chứ mình không nói mình hên xui gì đó. Tại vì mua trúng cây thì được thì nó được, còn mua trúng cây thì nó vậy, đúng không? Đó, các bạn cứ chơi hải châu, các bạn chọn lựa, các bạn chơi không có gì à. Biết cách chọn lựa chơi là an toàn.
Còn các bạn mà chơi kiểu mà mua một mớ 400 ngàn, 6, 7, 8 cây á, thì cái đó mình chọn số nhiều thôi, chứ không phải chọn lựa. Chọn số nhiều. Đây mình à, chẳng thà mua cái bướm về ghép các bạn. Đây, cái bướm ghép nè. Chẳng thà mua cái bướm về ghép. Chấp nhận tôi chơi tôi ghép á, thì tôi mua cái bướm về ghép. Còn mua hải châu mà về lá tầm 7-3 trái nghiêu ngao trời đất á, là không nên ghép. Các bạn ghép chọn lựa những gốc mà trái to trái này các bạn đó. Thì mình cũng xin phép clip đến nay cũng đã dài các bạn, thế mời mình review sơ cho các bạn xem để có clip để các bạn tham gia thôi, còn xem thôi, thấy không? Còn cái cây này nè, cây này nó mua trái quá trời trái luôn, về nó bị bệnh các bạn, bị lao nó tùm lum nè. Mấy cây bay bay mà đặc vậy nó dễ bị lao cái lưng nha các bạn. Đó, thấy chưa? Về tới giờ gai coi như là quá trời luôn, mình chưa lật nổi nữa. Lát mình sẽ xử lý cái này. Đó. Rồi mình kết thúc clip tại đây nha các bạn. Đó, mình kết thúc clip tại đây. Cây này giờ trái dữ lắm các bạn. Đây nè, nó bật lên nè, mới có trái này. Rồi, cái sắp có lấy cái này.